Sai rồi. Cái đuôi xong rồi chưa để kì kì hình. Bộ hình này đấy. Viên được rồi, tối đi. Cầm này được nha. Rồi. Tay cầm đi sai. Nhìn nhìn nè, nhìn nè. Tôi làm móng tay. Có quái mà nó. Kéo ra ngoài nha. Tôi có đắm đi. Ngẩng đầu lên. Cô đẹp thôi, gửi cho cô đâu, cô chồng điềm đâu. Ai, tôi sợ là cô chê mà giữ được mặt mẹ bán nè. Dạ, đúng rồi. Ngạch đâu lên, không cúi. Ừ, tay trải. Tay trải là cô phạt, cầm cái phải thôi. Cầm sai rồi. Cầm được rồi, cầm được mày đụng là rồi, đúng rồi. Đâu đi, ngạch đâu lên. Ngạch đâu lên, cúi cúi. Sờ ra ngoài á. Ừ. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, xuống xuống. Rồi ngược đau lên nha, cố ngoài. Ngược đau lên, cô la. Cúi đau xuống là cô la đó. Này, không không tới trại cô pha, có lần cầm tới phải. Nè, để mau tháp. Cô, dụng tố dụng đi nha, là một mau mày. Để mau tháp. Tố không dụng mau là cô la đó. Xem là cây được. Cô chế đó. Rồi, cầm rửa đụng đó. Ừ, đụng đó, cầm rửa đụng đó. Ừ. Màu là màu chi hè? Green. Màu xanh lá. Nhớ màu chưa? Green. Màu xanh là cây rồi. Màu xanh là cây rồi. Đẹp đó, vô ai được rồi. Rồi, green. Tâm đọc đây, green. Màu xanh lá. Xanh lá vào tâm rửa được. Học với nội đó. Green, màu xanh lạc cây. Đấy, không được đấy. Không, tâm tới bài, ta chạy ra lá chứ. Rồi tâm tới bài đi, cố cho tâm tới chạy màu. Cố nội lên cho bạn cười quá, cố nói rồi. Mà học không làm được nữa, cố cho học mà cố đuổi. Cố lấy sách, lấy bục lại. Cái mặt của mình ấy. Chỗ ra này, ra đây, đây, đó, đúng rồi. Nhẹ nhẹ. Rồi, chỗ đi đặng đấy. Chỗ đi đấy, đó. Rồi, cuối cùng là cái màu tóm đang tốt, màu chi à? Màu chi à? Green. Màu xanh là cái. Đinh đường màu đẹp đó. Ừ, xíu hỏi. Green, màu xanh là cây. Màu cam luôn. Màu cam ở đâu? Đây. Rồi, màu cam này đi. Rồi, màu cam. Màu cam đó hả?
O. Dạ tốn đó. Orange. Mỗi ngày là tốn một con hết chứ. Ngày tốn 10 con lận. Ngẩng đầu lên. Không được đây. Bỏ tay lại. Sai rồi. Ai mà đừng cúi. Mềm mềm mềm.